Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Thái Học, và trước mặt chúng ta đó là cây cầu Ông Lãnh. Sài Gòn hôm nay rất là nóng, nhiệt độ bây giờ khoảng 28 độ, 29 độ buổi chiều, nhưng mà rất là oi bức. Thì hành trình hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng cung đường Nguyễn Công Trứ và Tôn Đức Thắng về đêm để xem những hình ảnh này có khác gì ban ngày không ha. Thể theo yêu cầu của cô chú anh chị thì muốn xem lại cái đoạn video đường Nguyễn Công Trứ về đêm. Hôm bữa chúng ta có xem hình ảnh về ban ngày rồi đó, bây giờ xem ban đêm thôi ở đó như thế nào. Và hôm nay cũng mời bà con cùng đi một vòng với em ha. Sài Gòn bây giờ là gần 8 giờ tối, thì trên đường đi mua đồ sẵn đây, cầm camera lên và chia sẻ đến các anh chị và các bạn vài hình ảnh ở cung đường này để xem về đêm ở đây như thế nào ha. Ở đây là chợ cầu Ông Lãnh nè, bởi đây là gầm cầu, và bên kia là ngôi chợ trái mà hôm bữa chúng ta có đi vô cái hẻm 16, 18 rồi đó. Hôm nay mình có dịp nhìn lại ha, và mình sẽ quẹo phải đến cái cung đường Nguyễn Công Trứ. Ngày xưa nổi tiếng là cái phố Wall, phố chứng khoán của Sài Gòn. Đây là đầu đường Nguyễn Công Trứ nè. Ta sẽ đi một vòng ở đây, rồi mình sẽ quẹo phải ra cái con đường Tôn Đức Thắng để mình nhìn lại con đường Tô Thắng về đêm như thế nào. Ngày xưa là đường Cường Để đó. Đối với con đường Nguyễn Công Trứ này, ban đêm cũng như ban ngày ha, nếu mà những cái sạp, những cái cửa hàng đóng cửa thì con đường trở nên rất là vắng. Chúng ta vừa qua giao lộ Gia Sinh và Nguyễn Công Trứ. Ở đây có đình Ông Bổn, và bên tay phải chúng ta xíu nữa là có hẻm 319. Bữa không có đi ngang rồi đó. Và đối với con đường này thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị đã từng gắn bó khoảng thời gian ở con đường này, và ngày hôm nay chúng ta đã ở một nơi khác và cũng muốn nhìn lại những cái hình ảnh của ngày xưa. Thì thông qua những video này, em xin gửi đến tất cả cô chú anh chị và các bạn nhân đây, thì cũng gửi đến các anh chị ở các tỉnh khác. Mình khi mà nghe đến con đường Nguyễn Công Trứ thì mình cũng biết đường Nguyễn Công Trứ ngày và đêm như thế nào thông qua những video em đã quay. Và đây là giao lộ Cao Mét và Nguyễn Công Trứ, bên tay phải là cầu Cao Mét. Và đối với cái đoạn này bán rất là nhiều đồ ăn nè, ở đây có cơm chiên Dương Châu, rồi mì xào, đó là quán 249. Rồi đến một tí nữa là sẽ có mì hủ tiếu mì sườn ở số 237 Nguyễn Công Trứ. Rồi mình đi tới tí nữa sẽ có lẩu dê Tư Diệp ngay góc đường có Phó Đức Chính và Nguyễn Công Trứ nè. Đối với con đường này không có dài, một đoạn ngắn thôi, khoảng chừng 2 km. Và đó, cái đoạn này thì rất nhiều sàn chứng khoán ở đây.
Bạn ở đây là cái giao lộ của Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nam Thượng Nghĩa và Phó Đức Chính. Mình lên một đoạn nữa thì chúng ta sẽ quẹo ra đường Bến Trương Dương rồi đi ra Cường Để, Tôn Đức Thắng. Ở đoạn này về đêm thì hơi vắng, chỉ có một đoạn ngay vị trí lúc nãy thì bán nhiều đồ ăn thôi. Chúng ta dừng lại và xem lại căn nhà số 106 về đêm nè. Căn nhà Top Coffee and More. Và đầu hẻm đó là cái quán cà phê. Nhà màu đen, hình như nhà bây giờ bỏ không rồi. Đó, nhà đen đen đó, không có chữ top. Là số 106. Mà bữa em tưởng đâu là 106 là con hẻm, nên tìm quá trời. Ta tiếp tục đi dạo một vòng nữa ha. Ở đoạn này thì có ngân hàng nhà nước. Khúc này thì có mấy chốt công an, chốt cảnh sát bảo vệ, nên khu này cũng tương đối an ninh. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải ra Bến Trương Dương, chợ Cầu Móng năm xưa nè. Thẳng ở đây là chợ Cầu Móng năm xưa đó, và mình sẽ quẹo cánh trái để đến đường Cường Để, Tôn Đức Thắng ngày nay. Chúng ta đi thẳng đó là cầu Khánh Hội. Ta quẹo xuống dưới hầm gầm cầu Khánh Hội và chạy ra bến Bạch Đằng. Sài Gòn ngày cũng như đêm ha, lúc nào cũng tấp nập hối hả, rất là nhiều người. Khung giờ nào cũng có người ở ngoài đường á. Và ở đây là cái bến Bạch Đằng đây. Mỗi ngày thì có chiếc tàu 5 sao đậu ở cặp cặp bến này, nhưng hôm nay thì không có, không thấy. Chắc bây giờ tàu đây chở khách đi vòng vòng. Đối với cái đoạn này thì hôm bữa em cũng có đi một đoạn rồi, đi quẹo qua con đường Đồng Khởi. Hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng rảo bước, cùng lên xe và đi trọn vẹn cung đường này, để bà con mình có cái nhìn tổng quát hơn về cung đường Nguyễn Công Trứ và Cường Để năm xưa cũng như Tôn Đức Thắng ngày nay. Đối với đoạn Tôn Đức Thắng này có rất là nhiều cái khách sạn. Đầu tiên là khách sạn Majestic nè, khách sạn 5 sao rồi,
khách sạn 5 sao Lee Meriden. Rồi, Liberty, rồi Renaissance. Rất là mát. Hồi nãy mình chạy ở trong cái cung đường Nguyễn Công Trứ thì nó hơi ngột ngạt, nhưng mà ra đây thì khác hẳn, tại vì một bên là sông á, một bên là sông, gió thổi vi vu. Bên là bến tàu tàu bớt ha, bến tàu bớt đây. Rồi mình nhìn qua bên trái là cái tượng đài ông Trần Hưng Đạo, và xung quanh đó là những khách sạn, những cái nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở khu vực này. Có những có mấy cô chú chia sẻ thì ngày xưa khu vực này không có nhiều khách sạn 5 sao như thế này, chỉ là những cái quán cóc phục vụ cho hải quân, nhưng mà ngày nay thì rất là khác nè, rất là nhiều khách sạn luôn. Và bên cánh phải cặp bờ sông thì có rất là nhiều quán cà phê ven sông. Và có cái comment yêu cầu em bữa nào view cái số 2 Tôn Đức Thắng, nhưng mà cái cung đường này thích hợp view buổi chiều tà ha, mình đi buổi chiều đi dạo lang thang ở đây ngắm cảnh rồi dạo mát rồi tản bộ rất là thích hợp. Số 2 Tôn Đức Thắng chắc có lẽ là hãng tàu Ba Son, tại vì bên cánh trái là số lẻ rồi. Những khách sạn gần đây mình đi ngang nhìn những khách sạn ở đây luôn nè. Bên cánh phải thì đang xây dựng công trường cầu Thủ Thiêm đó. Ở đây có khách sạn và resort Lotte. Khách sạn Lotte về đêm. Chúng ta sẽ tiếp tục ha. Sẵn đây chúng ta cùng tìm luôn số 2 Tôn Đức Thắng là ở đâu, rồi vì bây giờ bên cánh phải thì đâu còn nhà nào đâu. Chỉ có cái cổng chào của cái cổng vô của hãng Ba Son ngày xưa thôi. Lee Meriden. Khách sạn 5 sao ở khu vực này nè. Ngay đầu đường Ngô Văn Năm và Tôn Đức Thắng. Và chúng ta đến đây là một đại công trường, rất là nhiều cái bê tông cốt thép ở đây. Mình nhìn bên cánh phải là một sự trống trải hoàn toàn,
và sau này có lẽ là rất là sầm uất, vì cây cầu Thủ Thiêm bắc qua đây rồi, siêu thị cũng mọc lên ở đây luôn. Khu Ba Son rất là lớn. Ở đây đang công trường đang thi công, nhìn thấy những cái lô cốt đường xá, ổ gà, ổ voi. Số 2 Tôn Đức Thắng là tổng công ty Ba Son, chứ đâu có nhà nào đâu. Rồi ở bên trong là hãng tàu Ba Son mà. Chúng ta đi tới một đoạn nữa là đến đại lộ Thống Nhất, và chúng ta sẽ dừng tại cái giao lộ đại lộ Thống Nhất và Tôn Đức Thắng ha. Xe cứu thương đây, chúng ta quẹo phải là sẽ ra khu Vinhome Central Park nè, và khu biệt thự triệu đô. Qua cầu Thị Nghè 2 theo hướng này nè, thẳng hướng này mình cũng ra được cầu Sài Gòn luôn, và hướng ngược lại là đường Tôn Đức Thắng, đường Lê Thánh Tôn. Dạ đây ha. Dạ đây quần quần qua. Về cầu Sài Gòn hả? À, Bình Dương. À, đi thẳng luôn là cầu Sài Gòn. Ủa, Bình Dương xong đi đường cầu Bình Triệu. Thôi lỡ đi quẹo đây đi. Có một gia đình, hai vợ chồng, hai đứa con không biết đường, và họ muốn đến cầu Sài Gòn. Chúng ta vừa đi qua cái nhà thờ Thánh Du Xe. Cái đoạn này ngày xưa có rất là nhiều cây cổ thụ, nhưng mà ngày nay thì trống trải đây nè, để đổi lấy cái công trình ngầm ở dưới, tàu ngầm của tuyến metro, tàu điện ngầm. Rồi video của em đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và đây cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng vui, luôn khỏe, để ngày ngày đóng góp ý kiến để kênh Vinh Lâm TV ngày càng hoàn thiện hơn. Trước mặt chúng ta đó là con đường đại lộ Thống Nhất, và đi thẳng mình sẽ đến đường Đinh Tiên Hoàng, cầu Bông, rồi chợ Đá Cao. Và cánh trái chúng ta đó là đường Nguyễn Du. Nhìn lại cung đường vừa đi qua nè. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.